Xin trân trọng kính chào các bạn và các em đến với kênh Sử Ký Chuyện để cùng nhau chúng ta tìm hiểu về lịch sử trung học cơ sở. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những nội dung chính ở cái phần Liên Xô. Thì ở trên đây là cái Atlas năm 1921, tiền chiến và hậu quả của chiến tranh. Như vậy thì qua cái bức Atlas này thì chúng ta sẽ thấy được cái tình hình của Liên Xô và sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất nó là như thế nào, và đảng nhà nước Liên Xô đã làm gì để khôi phục đất nước sau thời gian dài bị chiến tranh tàn phá. Sau đây xin mời các bạn các em ta cùng nhau tìm hiểu bài số 16, tức là Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921-1941. Phần này thì chúng ta học phần số 1, số 2 La Mã và thêm một phần bài 22 nữa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chính sách kinh tế mới của Lenin cũng như là cái công cuộc khôi phục kinh tế năm 1921-1925. Thì đây là cái bức Atlas mà thầy cũng vừa giới thiệu với em. Em hãy cho biết cái bức Atlas này nói lên cái điều gì? Câu thứ hai là cái nội dung chủ yếu của cái chính sách kinh tế mới. Chính sách này đã tác động như thế nào đến cái tình hình nước Nga? Sau khi mà các em đã nghiên cứu và có câu trả lời rồi thì chúng ta thấy rõ ràng, nhìn lên đây thì thấy là đây là cái đã nói lên được những cái khó khăn của nước Nga sau chiến tranh thế giới là thứ nhất, mấy đất nước bị tàn phá rất là nặng nề, xa bạn thấy là những cái ngôi nhà, những cái tòa nhà bị đổ nát, những cánh đồng ruộng người bị bỏ hoang, rồi cảnh đây là hình một cái người mẹ đang ôm một cái đứa con qua đời rất là đau khổ. Như vậy qua cái bức áp phích này thấy là nước Nga là rất là khó khăn, và hình bên đây là những người công nhân nông dân đúng không, đang sẵn sàng lao động cho nên là cái áp phích này có tên là chúng ta tuyên chiến với hậu quả chiến tranh. Người Nga đã sẵn sàng khắc phục những hậu quả của chiến tranh, và để khắc phục thì họ đề ra cái chính sách kinh tế mới. Thì cái nội dung của nó là gì? Cái nội dung đó, cái là đã bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực và thay bằng cái thuế lương thực. Thứ hai là cho mọi người được tự do buôn bán, mở lại các chợ. Thứ ba là cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ. Thứ tư là khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga. Đó. Thì chúng thấy là đã giúp cho cái nền kinh tế được phục hồi, phát triển được kinh tế của đất nước, cải thiện được đời sống của nhân dân. Rồi đã tạo được cái cơ sở chính trị cho Liên Xô bước vào cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cái giai đoạn tiếp theo. Và thấy rõ ràng cái chính sách kinh tế mới do Lenin đề xướng hoàn toàn là đúng đắn và đã đem lại những cái thay đổi cho nước Nga. Đây là cái ký kết cái hiệp ước thành lập Liên Xô. Thì với cái cách mạng tháng 10 Nga thành công thì những nước xung quanh nước Nga đó, thì cũng đã bắt đầu gia nhập vào ra một cái khối gọi là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Liên bang Xô Viết, mình hay gọi là Liên Xô. Tuyên bố thành lập Liên Xô năm 1922, có chữ ký của tất cả những cái nước tham gia. Thì Liên Xô thì cũng thấy là nó sau này nó khoảng là 16 nước, sau này còn là 15 nước. Liên Xô là tập hợp của 15 nước, trong đó nước lớn có vai trò quan trọng nhất là nước Nga. Và tiếp theo chúng ta đi vào thứ hai là công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô 1925-1941. Đây là những cái hình ảnh trong sách các em, là nhà máy thủy điện Donetsk khởi công năm 1927, là cái nhà máy thủy điện lớn nhất ở châu Âu thời đó, đưa vào hoạt động tháng 10 năm 1932. Ta thấy muốn sản xuất thì phải có năng lượng, đúng không? Năng lượng đây là điện thì rất là quan trọng, xây dựng được cái nhà máy thủy điện rất lớn. Rồi cái xí nghiệp luyện hợp kim, nhà máy kéo, máy sử dụng của các nông trang tập thể, thấy trước thời Nga Hoàng đó là gì, con người dân là phải gì ra dùng sức mình để kéo, còn giờ họ dùng máy kéo, thấy rõ ràng đất nước có sự thay đổi. Như vậy thì chúng ta ở đây sẽ có câu hỏi: vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa? Thứ hai là sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ khôi phục kinh tế thì Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các nước tư bản phương Tây. Như là sản xuất nông nghiệp chiếm 2 phần 3 tổng sản phẩm quốc dân, người Liên Xô phải nhập máy móc của nước ngoài. Chính vì vậy, muốn xây dựng cái chế độ xã hội chủ nghĩa thì phải mở đầu
bằng cái việc thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa theo cái đường lối ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Nhất thì Liên Xô đã giành được những cái thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là kinh tế đã trở thành nước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với cái sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ thôi. Tiến hành được tập thể hóa nông nghiệp, có cái quy mô sản xuất lớn và được cơ giới hóa. Rồi về văn hóa giáo dục thì Liên Xô đã thanh toán được cái nạn mù chữ, phát triển cái hệ thống giáo dục quốc dân và đạt được nhiều cái thành tựu rực rỡ về khoa học kỹ thuật và văn hóa nghệ thuật. Về xã hội thì này là các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ, giai cấp bóc lột và giai cấp tư sản, địa chủ, phong kiến, chỉ còn lại hai cái giai cấp cơ bản trong xã hội thôi là công nhân, là nông dân và những cái tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. Tiếp theo là chúng ta nói về cái sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Xô Viết. Cái này thì ở cái bài 16 thì không có, mà nó thuộc cái bài 22, phần 2 La Mã của cái bài 22. Chúng ta đưa vào đây luôn. Sự hình thành của nền văn hóa Xô Viết thì có những thành tựu nào, ta liệt kê ra những thành tựu. Ví dụ như là chúng ta thấy đây là một cái lớp học và xóa nạn mù chữ của Liên Xô năm 126. Cái thành tựu đầu tiên là làm được rất là lớn, đó là vấn đề xóa bỏ chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết trong lớp học, xóa một chữ cái thời nha hoàng tới thời Liên Xô thì mọi người đều được đi học, xóa luôn cái nạn mù chữ, sáng tạo chữ viết cho các dân tộc, triển hệ thống giáo dục quốc dân với cái chế độ giáo dục phổ cập bắt buộc là 7 năm, nước mà đa số người dân có trình độ văn hóa cao cùng với một cái đội ngũ trí thức có cái năng lực sáng tạo. Nền khoa học kỹ thuật của Liên Xô thì đã chiếm lĩnh được nhiều cái lĩnh vực đỉnh cao của khoa học kỹ thuật của thế giới, đặc biệt là khoa học vũ trụ rất là phát triển, với một cái nhà khoa học nổi tiếng là Siôn Cấp, người này đã sáng lập ra cái ngành du hành vũ trụ hiện đại. Nga thấy cũng một trong những cường quốc đầu thế giới, tranh với Mỹ hàng đầu thế giới về cái vấn đề chinh phục. Thì cha đẻ của ngành du hành về văn hóa nghệ thuật Xô Viết thì có những cái cống hiến rất là xuất sắc vào cái kho tàng văn hóa nghệ thuật của nhân loại, đúng không? Nhà văn nổi tiếng như Rocky hay là Solokhov, nhưng mà nổi tiếng nhất ở đây thì tôi thấy có Lev Tolstoy, cái tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình, tác phẩm rất nổi tiếng của Lev Tolstoy thế giới biết đến. Việt Nam của ta cũng có đại văn hào nữa, như đại văn hào Nguyễn Du, đại văn hào Nguyễn Trãi. Còn Nga thì có đại văn hào Lev Tolstoy rất là nổi tiếng. Của Liên Xô trong cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1921 đến 1944. Còn những cái tác phẩm mà văn học nổi tiếng như là Sông Đông Im Điềm của Solokhov, rồi Con đường đau khổ của Tolstoy, đúng không? Về câu hỏi cuối bài thì có những hỏi nó thì rất dễ thôi. Đây có một câu là trình bày những biến đổi về mọi mặt Liên Xô trong cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thấy rằng từ năm 1925 đến 1941, Liên Xô đạt được những cái thành tựu hết sức to lớn trên tất cả các mặt. Đến năm 1936 thì tính theo cái sản lượng công nghiệp đó, thì Liên Xô là đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Hóa nông nghiệp đã được hình thành. Về văn hóa dục thì nạn mù chữ được thanh toán, thực hiện xong phổ cập giáo dục tiểu học cho nông dân. Về xã hội thì các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai cái giai cấp lao động là công nhân, nông dân và cái tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa thôi. Thì cái nội dung mà chúng ta đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và sẽ hẹn gặp lại các bạn. Theo là cái bài số 10, 17 sau giữa hai cái cuộc chiến tranh thế giới sẽ như thế nào, vì sao là dẫn đến cái bùng nổ chiến tranh thứ hai nữa nha. Rồi xin